Xin chào tất cả quý vị. Nhân dịp năm mới, tôi kính chúc tất cả quý vị một năm mới mạnh khỏe, thân tâm thường an lạc, vạn sự thiện lành đều như ý nguyện. Kính chúc tất cả quý vị một năm mới phát đạt, trường thọ, sống lâu. Nhân dịp đầu năm mới, tôi sẽ hướng dẫn quý vị một bài tập luyện cực kỳ lợi ích cho sức khỏe. Bài tập này có lợi ích cho cả nam lẫn nữ, lợi ích cho cả người trẻ lẫn người lớn tuổi. Có thể đây là lần đầu tiên bài tập này được phổ biến ra cộng đồng. Từ trước đến nay, bài tập này chưa bao giờ được phổ biến quần chúng.